Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 297 tỉnh đã chủ trì họp ban chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025, đánh giá công tác phòng chống ma túy quý 3 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2024. Dự họp có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy các thành viên ban chỉ đạo. Trong quý 3, ba, ban chỉ đạo 297 tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, các huyện, thành phố đã bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng chống và kiểm soát ma túy, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở, phân công, phân cấp, phân nhiệm cụ thể tới từng cấp từng ngành, từng cơ quan đơn vị và ký giao ước thi đua giữ vững xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn về ma túy các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại về ma túy, phòng ngừa ngăn chặn triệt để tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy, chuyển hóa địa bàn, đối ngoại hợp tác quốc tế trong phòng chống và kiểm soát ma túy, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng chức năng phát hiện xử lý 286 vụ, 385 đối tượng, giảm 110 vụ, 153 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023, thu giữ 4,472 kg heroin 93.513 viên ma túy tổng hợp, 9,334 kg thuốc viện, 14,43 kg ma túy đá, 5 khẩu súng, 24 viên đạn và một số vật chứng khác có liên quan. Khởi tố 307 vụ, 406 bị can, xử lý hành chính 8 đối tượng với số tiền 18,5 triệu đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu báo cáo một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy, kết quả xây dựng xã biên giới sạch về ma túy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh yêu cầu thành viên ban chỉ đạo, các sở ban ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy, kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy, các điểm tụ điểm, các đường dây tội phạm ma túy các cơ quan tư pháp phối hợp thực hiện hiệu quả công tác điều tra, kiểm soát, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến ma túy, triển khai thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng xã phường, bản, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy thực hiện hiệu quả việc chuyển hóa, xây dựng xã biên giới sạch về ma túy giai đoạn 2023-2025.